Đi nhưng chưa một lần cuộc sống tôi bình yên, cuộc sống tôi bình yên, và tôi chỉ muốn hóa điên. Lời nguyện nào đã theo tôi suốt cuộc đời, đôi tay vẫy tanh mùi máu chẳng thể rửa gôi. Tôi ra nhiều ngày nào mình đừng lạc lối tối tăm. Lời nguyện nào cứ như muôi giáo xuyên vào, đừng tâm chẳng khẽ một giây thành hơi như ai. Là quá khứ đã sai, là nghiệp đời tôi đã vậy. Nếu có thể tôi muốn xin trở về, để xóa hết quá khứ những khát năm lỗi lầm. Thật tâm sám hối trước những nỗi đau trần gian, nơi dấu chân của tôi làm cho nát tan. Nếu có thể tôi muốn xin trở về, để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai nhiều. Trở về để con thấy ánh sáng hạnh phúc của cuộc đời, để được thanh thản đón nắng sớm của bình minh, để rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi đã sai từ đâu. Lão A Quân nói con là ma con. Con chết lâu rồi, không tin gì rờ tay con đi, tay con lạnh ngắt à. Sao, sao tay con lạnh ngắt vậy? Con là ma thiệt hả? Dạ, con là một con ma só. Lão A Quân nuôi con để con giữ nhà, nhưng con ham chơi, lẻn vào nhà lớn, rồi bị lạc đến đây. Ma xó? Dạ, nhưng lão A Quân cấm con đi lung tung, nên gì có gặp lão thì đừng có kể cho lão nghe chuyện này nha. Không là lão nhốt con trong quan tài á, không cho con đi chơi. Nha dời, con năn nỉ gì á? Con dễ thương quá à. À, lại đây ngồi với dì nè. Không sao đâu, lên đây chơi với dì, đừng sợ. Con dễ thương lắm. Thôi được rồi, dì hứa là sẽ không kể chuyện này cho Quân nghe nha. Con cảm ơn dì. Mà con ngoan lắm. Lúc nhỏ mình hay tới chơi với dì, còn được dì cho bánh nữa. Chỉ là dạo sau này dì buồn quá, lúc nào cũng ngồi viết, rồi còn khóc nữa. Nên mình ít đến thăm dì. Không ngờ giờ dì đã già quá rồi. Dì muốn chết hả? Con đang muốn làm người nè, mà không được. Dì ngủ đi, mà con sẽ ngồi đây canh cho dì ngủ.
Sao kỳ vậy? Đêm hôm khuya khoắt mà ai còn làm gì ở ngoài đó ồn ào dữ vậy ta? Xong rồi anh Mạnh. Bữa nay hàng ít, ngày mai hàng nhiều. Kêu 2-3 thằng giúp tụi bay về vận chuyển cho nó nhanh, nghe không? Dạ, dạ, biết rồi. Rồi về đi. Dạ, về tụi bay. Không biết họ vận chuyển cái gì vậy ta? Có vẻ như họ đã mua bán cái gì. Không lẽ ông Quân bảo sau bao nhiêu năm ông Mỹ vẫn còn là một tay buôn gỗ lậu? Kỳ Phước, gì vậy? Trời ơi, hả? Em tính hù anh chết hả? Cái gì vậy? Có, thì em chỉ định là kêu anh thôi nè. Nè, hả? Trời ơi, muốn kêu anh thì đợi anh quay lại hắn kêu. Em vỗ vai anh bất thình lình như vậy, lỡ anh theo bản năng tự vệ, có phải là em ăn đòn quan mạng không hả? Hả? Làm quá vậy, anh nhát vậy luôn đó hả Kỳ Phương? Làm em hết hồn à? Lên núi, chưa uống một cấu mà gan cùng mình rồi. Đi đâu đây? Biết chỗ này nguy hiểm lắm không? Em đã nói là em thấy anh, em mới dám đi theo mà. Với lại cái chuyện lúc nãy bên Hà nói đó, dám tới luôn hả? Mà thôi, đi về phòng nói chuyện. Ừ ha, hôi quá ha. Cái gì không biết nữa, hôi quá. Ừ. Thôi đi đi. Thôi đi. Mau lên. Đi nhẹ nhẹ thôi. Qua kia em ngồi đi. Ngồi xuống. Hồi nãy ở cái nhà đó
Anh có thấy được cái gì không? Trời tối lắm, anh chưa nhìn thấy được gì hết. Nhưng mà anh có thể đoán. Hả? Trong căn nhà đó có thể đang chứa những sinh vật sống. Sinh vật sống hả? Ừ. Ý anh là sao? Là những sinh vật biết bài tiết. Chứ lúc nãy ở ngoài đó, bộ em không ngửi thấy mùi gì sao? Có. Anh nhắc em mới nhớ, cái mùi thối muốn ói luôn á. Nên anh mới đoán là căn nhà đó có chứa những sinh vật biết bài tiết. Bây giờ như vậy nha, em đang giả định thôi. Nếu như cái đó không phải là con gì mà lại là con người thì sao? Con người? Anh nghĩ không phải là con người đâu. Nếu như là con người thì không thể nào những người đó bỏ họ vô bao rồi dắt đi khơi khơi như vậy được. Không phải đâu. Đúng là đàn anh ca ca của em. Anh là Sherlock Holmes của Việt Nam được rồi đó. Thôi thôi thôi, bớt định tôi lại đi cô nương. Ê nhưng mà nè, anh cho em hỏi, theo anh nghĩ tại sao trong nhà đó lại có nhốt những con vật, mà nó là những con vật gì? Trời ơi, có là Sherlock Holmes thì cũng phải thu thập đầy đủ dữ liệu rồi mới phân tích được chứ. Bây giờ mà chỉ nghe mùi mà đoán được con gì, quá ra anh là thầy bói rồi. Hiểu không? Căn nhà này đúng là có nhiều điều kỳ quái thiệt ha. Ừ, đúng là có nhiều điều kỳ quái thiệt. Nè em, ngày mai á, anh với Bích Hà sẽ ra ngoài một chuyến. Em ở nhà tranh thủ làm quen với lại ông Mảnh, tìm hiểu, rồi hỏi ông coi xem có thu thập được thêm thông tin gì không. Anh ra ngoài làm gì vậy? Thì đợi khi nào về anh kể cho nghe. Thôi, khỏi cần kể, em cũng biết rồi. Kiếm chuyện đi chơi với Bích Hà thì nói đại đi. Thái độ gì vậy? Thái độ gì? Đừng nói là đang ghen rồi nha. Hết. Không dám đâu. Em mà thèm ghen với anh. Bớt giỡn đi nha. Nghĩ sao ghen? Thiệt á, ở những nơi khác công việc người ta làm không hết luôn, còn ở đây em thì trong ngày trong tháng trông có người đến báo án mà mọi việc cứ bình yên, đúng là chán thiệt. Không ai đến báo án là khu vực mình quản lý an ninh tốt, cậu không mừng sao? Em cũng mừng, nhưng mà cứ như vậy hoài em sợ mình bị lục nghề. Cậu mới về 2 năm à, mà đã than vậy rồi. Cậu mà về 20 mấy năm như tôi á, cậu còn than cỡ nào nữa. Em không phải là em than cực, nhưng mà em thấy nhàn quá. Em nói thiệt á, em ước gì có người đến đây để báo án, để em còn chứng minh được tài năng của em nữa chứ. Đừng có nói bậy. Đúng là em linh thiệt chứ. Em mới ước thôi, có người đến báo án rồi kìa. Thôi nghiêm túc chút đi. Dạ, tại vì em mừng quá. Chào. Dạ. Mời ngồi. Con chào chú. Chú. Em dạ. Chào anh. Chào anh chị. Dạ. Dạ, con xin tự giới thiệu với chú, con là Kỳ Phương, phóng viên báo tạp chí môi trường. Thẻ của con. Hả? Kỳ Phương? Dạ. Em có đọc bài báo của anh, anh viết bài hay lắm. À, cảm ơn anh đã ủng hộ tạp chí. Dạ. Còn muốn chúng tôi giúp đỡ gì? Dạ, con muốn viết một bài phóng sự về câu chuyện lời nguyền của bản tình ta. Ừ. Chú có thể giúp con được không chú? Còn muốn chúng tôi giúp gì? Dạ, con muốn hỏi chú về vụ cháy năm xưa. Con xin hỏi là năm đó chú có tận mắt chứng kiến không ạ? Vụ cháy? Mấy năm nay ở đây đâu có vụ cháy nào đâu. Cậu muốn hỏi về vụ cháy đã xảy ra hơn 20 năm trước hả?
Dạ đúng rồi chú. Dạ chú có thông tin gì về vụ cháy đó không ạ? Vậy thì cậu gặp may rồi. Tôi vốn là dân địa phương ở đây nên rất đành về chuyện này. Dạ vậy thì hay quá. Chú có thể kể cho con nghe chi tiết về vụ cháy năm xưa không chú? Vụ cháy xảy ra trong đêm. Và từ vị trí này đến trụ sở công an cũng rất xa. Lúc đó đường rừng chưa được khai thông. Muốn đến được trụ sở phải mất một ngày. Khi vụ án xảy ra thì không ai biết gì hết. Và cũng không ai đến báo án. Nhìn các vết cháy đen và sâu như vậy, cũng có thể đoán đám cháy này rất lớn và rất lâu. Mãi đến trưa hôm sau mới nhận được tin báo. Khi mọi người đến nơi thì mọi việc đã giải quyết xong rồi. Vậy trong vụ cháy năm xưa, chú có phát hiện điều gì khả nghi không chú? Đám cháy quá lớn, hầu như đã thiêu sạch mọi thứ. Tuy nhiên, theo như các bên bộ phận điều tra thì đây là một vụ bất cẩn, căn xăng bị đổ. Một ai đó vô tình quăng đạn thuốc vào cành xăng làm nó phát cháy. Trong lúc đó nhà kho chứa rất nhiều gỗ nên càng làm mồi ngon cho ngọn lửa bốc cháy. Vậy còn nguyên nhân cái chết, chú có phát hiện ra điều gì bất thường không? Các thi thể bị cháy chỉ còn lại tro cốt. Nếu không nhờ vật dụng đeo bên người thì khó nhận diện nhân thân. Lẽ ra các thi thể sẽ được đem đi mổ để giám định nguyên nhân cái chết, nhưng lúc đó thân nhân của người chết họ không đồng ý. Và nguyên nhân của vụ hỏa hoạn cũng rất rõ ràng nên không thể tiến hành phẫu thuật. Đúng là một thiếu sót trầm trọng. Anh cũng không thể trách các chú. Người dân địa phương ở đây họ có tập tục riêng. Người ta không cho phép bất kỳ ai đụng vào tử thi, vì họ tin rằng khi mà con người chết đi, người ta sẽ được tái sinh ở kiếp sau. Nếu như mà cơ thể bị mổ xẻ thì ở kiếp sau người ta đầu thai sẽ không được lành lặn. Đúng vậy. Không lẽ cậu còn nghi ngờ vụ hỏa hoạn này còn một nguyên nhân nào khác? Dạ không chú, con chỉ suy đoán thôi à, không có chắc chắn lắm. Con cảm ơn chú đã tận tình giúp đỡ. Được khách sáo. Dạ cảm ơn anh. Không có gì. Chuyện này thì anh bạn giống chủ đi. Tôi biết, nhưng mà vấn đề không phải là giá cả. Dạo này hàng bị hiếm, cho nên phải chia đều cho các bên. Không, không có chuyện tôi trọng bên ấy hơn bên anh. Chuyện phân phối như thế nào trước giờ ông chủ tôi là người quyết định. Rồi vậy thôi ha. Mẹ, chỉ có 5% mà đòi được ưu tiên. Dạ, con chào chú Mạnh. Sao, muốn đi đâu nữa hả? Dạ, con đâu muốn đi đâu nữa đâu. Bị ma nhát một lần còn tận tới già luôn. Chú, cho con nói chuyện với chú chút xíu nha. Có chuyện gì nói mau đi. Hôm bữa con thấy có con ma ngồi xích đu ở đằng kia kìa. Chuyện đó bình thường thôi mà. Ủa, chú thấy con ma đó rồi hả? Thì lâu lâu thỉnh thoảng cũng thấy nó. Rồi chú không sợ sao? Có gì đâu mà sợ. Nó chỉ là con ma só của thầy Mo nuôi để giữ nhà. Mình không chọc nó sẽ không xâm hại đến mình. Trời ơi, ai mà lại đi nuôi ma để giữ nhà bao giờ? Còn không tin được luôn đó. Thì tôi cũng đâu có tin. Nhưng mà sống trong nhà này có nhiều chuyện không tin không được. Dạ. Chú Mạnh, ông chủ nói có việc cần gặp chú ở văn phòng. Tôi biết rồi, cô đi làm việc của cô đi. Dạ. Dạ con chào chú. Nè. Dạ. Ở trong nhà này bớt tò mò thì tốt hơn.
Dạ. Kỳ Phương này, giao nhiệm vụ gì mà khó hay là khó? Làm sao mà tiếp cận lấy chừng tiêu quái được? Còn mình thì dung dăng đi chơi với người đẹp. Vào đi. Tình hình mua hàng thế nào rồi? Hàng cũng nhập cho mọi khi, như diếm, nai, heo rừng. À, đặc biệt có một con gấu. Gấu à? Dạ. Nhưng mà ông chủ ơi, dạo này công an truy lùng gắt gao quá, nên tôi e là con gấu đó khó di chuyển về thành phố. Gắt cỡ nào cũng có cách di chuyển được mà. Ý của ông là không đem được nguyên con thì cắt nó ra. Cắt? Nhưng mà là vậy đó, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Cắt nhỏ là ý gì? Không lẽ có thật là em đã nghe được như vậy không? Em nghe rõ ràng mà. Ông Quân Bảo đó đòi các con gấu ra thành từng mảnh đó. Thì ra ông Quân Bảo này sau bao nhiêu năm vẫn không bỏ buôn lậu. Cứ ngỡ là sau vụ cháy đó, ông ta sẽ tu tâm dưỡng tính. Không ngờ vẫn chứng nào tật đó. Còn anh, anh điều tra được gì rồi? Kể em nghe với. Anh điều tra được ông Quân Bảo chính là... Nhờ các đồng chí đêm ngày tích cực điều tra, nói không với tiêu cực, mà hai năm qua bản tỉnh chúng ta chấm dứt nạn khai thác gỗ lậu, và tỉnh đã gửi công văn và bằng khen. Đây là thành tích chung. Các đồng chí hãy truyền tay nhau bằng khen để lấy tinh thần. Kèm theo bằng khen á, tỉnh cũng tặng cho trạm chúng ta một số tiền thưởng. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ khích lệ tinh thần cho trạm chúng ta. Dạ. Dạ, chào mấy chú. Dạ. Em chào các anh. Chào. Ủa, hôm nay có vụ gì mà vui vậy chú? À, chú và mọi người đang vui với bằng khen vừa mới nhận được. Dạ, cháu chúc mừng chú nha. À, cháu đến tìm chú có chuyện gì không? Dạ, cũng có chút chuyện. Ừ. Nhưng nếu chú bận rồi thì để hôm sau cháu đến cũng được. Có gì đâu, chú cũng mới vừa xong việc. Vậy cháu xin phép mời chú ra ngoài cà phê đi, cho nó tiện hơn. Được. Dạ. Dạ, cháu xin giới thiệu với chú, đây là Kỳ Phương, phóng viên tạp chí Vì Môi Trường. Anh cũng xin giới thiệu với Kỳ Phương, đây là chú Lâm, trạm trưởng trạm kiểm lâm ở khu vực bản tình. Rất hân hạnh được biết chú. Rất hân hạnh được biết cháu. Dạ. Bản tình á, heo hút, đường đi á, hiểm trở xa xôi, rất ít có người bước tới. Vậy mà vẫn có một phóng viên biết tới, thật là hân hạnh. Câu viết về môi trường lên đây á, là rất hợp lý. Cảnh quan ở đây rất đẹp, không khí thì rất là trong lành. Dạ, con cũng đồng tình với chú. Môi trường ở đây rất tốt, không khí rất trong lành. Nhưng mà cây cỏ ở đây con thấy không có còn trù phú, không sung túc nữa. Đúng vậy đó, tất cả tại con người khai phá quá nhiều mà không biết bảo tồn. Dạ, con vì muốn bảo vệ môi trường nên mới lặn lội từ thành phố lên trên đây để làm phóng sự. Chú làm kiểm lâm lâu năm ở đây, chú có thể cho con biết một vài điều về sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên không? Nhất là nạn phá rừng một cách vô tội vạ. Tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện này á, tôi bức xúc nhiều lắm. Cháu hỏi tới đâu á, tôi sẽ kể cho cháu nghe. Nếu vậy thì con cảm ơn chú trước.
Điều đầu tiên, con muốn hỏi về chuyện của ông Quân Bảo và vụ cháy kho gỗ. Chú có biết chuyện này không? Lúc căn nhà kho bị cháy, tôi chưa được chuyển về đây nên không nắm rõ được tình hình. Nhưng theo hồ sơ để lại, tôi được biết Quân Bảo là một tay em trong đường dây buôn lậu. Nhưng sau khi bị công an phát hiện, bắt quả tang, anh ta đã cam kết không buôn lậu gỗ nữa. Chú tin là ông ta sẽ không tái phạm nữa sao? Năm đó, hai viên kiểm lâm thoái quá, ăn hối lộ, bị kỷ luật sa thải. Quân Bảo thực hiện đúng với bản cam kết, không thu mua, vận chuyển gỗ lậu trái phép nữa, mà ông ta đăng ký thuê đất trồng rừng để có thể khai thác gỗ một cách hợp pháp. Chú Lâm nói đúng đó anh Kỳ Phương. Ông Quân Bảo không chỉ ngừng mua gỗ lậu, mà ông còn tham gia chương trình trồng cây gây rừng. Từ khi em chuyển công tác về đây, em thấy ông ta là một công dân gương mẫu, rất là tốt bụng. Mỗi khi mà dân ở bản tình có hậu sự gì thì ông ta rất là phấn khởi và tham gia giúp đỡ những người ở đây. Thì ra ngay từ đầu anh đã biết là ông Quân Bảo buôn lậu gỗ rồi đó hả? Trời ơi, đúng là Kỳ Phương ca ca của em, hay thiệt. Có gì đâu mà hay, chẳng qua là mình chịu khó dùng đầu óc suy luận một chút. Nè cô gái, chịu khó đọc truyện trinh thám nhiều một chút, may ra mới theo kịp anh. Nhưng mà chú Thành và anh Kiên cũng nói vậy mà. Sau lần nhà kho bị cháy là ông Quân Bảo đã tu tâm dưỡng tính rồi, nên từ bỏ con đường buôn lậu rồi mà. Cùng một lúc, công an cho thanh tra xuống điều tra thì nhà kho chứa gỗ lại bị cháy. Anh không tin là có chuyện trùng hợp như vậy. Ủa, khoan đã, ý anh nói là có người đốt nhà kho để mà phi tang hả? Anh nói cả buổi trời mới thấy em thông minh được một câu á. Đốt nhà phi tang hả? Đấy, vậy còn những người chết thì sao? Nếu như câu chuyện không giống như Bích Hà kể á, là mọi người đang uống rượu với nhau rồi bị rớt tàn thuốc, thì tại sao lại chết cháy? Không lẽ là có người muốn giết người diệt khẩu hả? Một khi mọi chuyện chưa sáng tỏ thì giả thuyết nào cũng có thể trở thành sự thật. Trời ơi, chuyện này càng lúc càng gay cấn ha, y như chuyện trinh thám luôn. Kỳ Phương, có khi nào mà mình tự phóng viên mình trở thành thám tử không Kỳ Phương? Nè cô nương, là để đầu óc diễn dông đi đâu đó. À mà nè, nhiệm vụ của anh á, anh đã hoàn thành rồi. Còn nhiệm vụ của em thì sao? Lấy được chìa khóa chưa? Biết ngay mà. Nhưng mà em vẫn làm được chuyện khác. Em điều tra ra được ông Bảo là người buôn lậu thú rừng. Ổng còn sắp giết chết con gấu, đời dễ di chuyển nữa kìa. Kỳ Phương, tính sao đây? Buôn lậu động vật hoang dã quý hiếm là phạm pháp đó. Ê, báo công an nha. Báo công an thì nhất định phải báo rồi. Nhưng mà làm như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng. Anh nghĩ chúng ta hãy tiếp tục thu thập thông tin. Bao giờ đầy đủ chứng cứ rồi, chúng ta sẽ báo công an, phối hợp cùng với các anh ấy tung một mẻ lưới tóm gọn tất cả. Trời ơi, em sao vậy? Vậy là hy sinh con gấu đó đó hả? Em không muốn nó chết đâu, tội nghiệp nó lắm, em thương nó. Hy sinh là hy sinh thế nào? Thì ngày mai ông Quân Bảo giết nó rồi kìa. Ông Quân Bảo không giết được con gấu đó đâu. Anh đã có cách của anh rồi. Cách gì vậy? Kỳ Phương ca ca, anh giỏi thiệt. Ông chủ, ông định cắt nhỏ con gấu đó ra thiệt sao? Làm như vậy sẽ mất giá lắm đó. Thà mất giá còn hơn mất trắng.
Mày không thấy dạo này công an lục soát gắt gao hay sao? Gắt nhỏ ra như vậy chưa chắc là qua mắt được bọn họ. Bọn không tin vào tay nghề của tôi sao? Dĩ nhiên là tao tin. Nhưng dạo này công việc làm ăn khó khăn, tao muốn mướn thêm người, mở rộng khu vực chế biến rồi hãy chuyển nó đi. Ông chủ nói cũng đúng. Mỗi lần chuyển nguyên con về thành phố, qua trạm kiểm soát, ruột gan của tôi cứ lộn tuột phèo lên hết. Mày kêu đám sơn dân từ nay tới ngày mùng 10 tích cực săn cho tao 5 cặp tay gấu. Có người đặt hàng không chủ? Ai mà chịu chi quá vậy? Là tao. Ông chủ, sắp tới sinh nhật của tao, tao muốn mời các bạn bè ở thành phố lên phô trương một chút. À, tôi hiểu rồi. Mỗi lần về Sài Gòn, bọn họ đãi ông chủ sơn hào hải vị, cho nên lần này ông chủ muốn chứng tỏ đi mà. Ngoài món tay gấu, tao còn muốn đãi thêm món ốc khỉ. Mày kêu bọn sơn dân chuẩn bị con khỉ cho tao đi. Dạ, tôi sẽ dặn bọn sơn dân. Nghe nói dạo này mấy tay đại gia ở thành phố thích nuôi đại bàng lắm, mày cũng chuẩn bị cho tao luôn đi. Dạ, tôi biết rồi. À quên nữa, có chuyện gì nữa ông chủ? Để ý thằng Kỳ Phương, nhất cử nhất động của nó phải báo cho tao biết liền. Dạ, tôi biết rồi. Là thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ông của tôi, Chu Sơn Tài và Sơn Duy đâu? Cái gì? Con thầy mò, có chú Sơn Tài, có Sơn Duy nữa sao? Cảm ơn chồng em còn ở trong đó. Anh Quân Bảo, hãy cứu mọi người đi. Trời ơi, tại sao mọi người lại vô trong đó chứ? Không được, nhìn lên đi, em vô cứu chồng em. Bà Tuyết, đừng có. Tuyết ơi, này nè, đừng có. Tuyết. Anh Kỳ Phương nói đúng. Tình tiết cháy nhà năm xưa có rất nhiều chỗ phi lý. Dì Ngọc Tuyết không yêu chú Cơ Mên đến mức có thể đâm đầu vào vụ cháy để cùng chết chung như vậy. Nhất là khi dì ấy vừa mới sinh con xong. Căn nhà kho chứa đầy gỗ, sao ba lại chứa nhiều xăng? Hơi vô lý. Không lẽ có ai ghét ba nên muốn hãm hại ba? Cô gì ơi? Ủa, Bích Hà. Anh Kiên. Ừ. Anh làm em hết hồn thiệt luôn á. Xin lỗi vì đã làm Bích Hà giật mình. Mà Bích Hà làm gì ở đây? Dạ thì em chỉ vô đây vậy thôi à. Còn anh thì sao? Đừng có nói với em là anh vô đây tìm manh mối nha. Thì hôm nay chủ nhật nghỉ, rảnh rỗi, tôi không biết làm gì hết, cho nên định học làm thám tử, vô đây để tìm hiểu coi có phát hiện ra được gì không. Anh Kiên, anh cũng thấy đây không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn đúng không? Bích Hà cũng có suy nghĩ đó, cho nên mới đến đây đúng không? Tại vì em nghĩ ba của em là một người có kiến thức, cho nên không thể nào mà ba em chứa rất là nhiều dầu, xăng ở một cái kho chứa nhiều gỗ tới như vậy. Em nghi ngờ là trong vụ này chắc chắn là có người nào đó ganh ghét và muốn hãm hại ba của em. Anh thấy em nghĩ vậy có đúng không? Mà anh Kiên, em thấy vụ quả quạng á xảy ra cũng đã lâu như vậy rồi. Bây giờ tất cả các dấu tích ở đây á cũng đã bị xóa, cũng phai mờ theo thời gian. Bây giờ mà muốn tìm một manh mối á cũng khó nữa. Khi chưa bắt tay vào điều tra, tôi cứ tưởng đâu là vụ án dễ. Nhưng bây giờ bước vào mới thật sự là rất khó. 20 mấy năm rồi, chẳng còn gì ngoài những vết cháy đen. Chắc là phải khép lại vụ án thôi. Ê, cẩn thận. Gì vậy?
Bích Hà, một đoạn dây thần. Dây thần? Nhưng ai là người đã ném nó vào đây? Đoạn dây này rất cũ kỹ, dấu đám cháy cũng rất cũ. Không lẽ đây là một manh mối mà người nào đó muốn cung cấp cho chúng ta? Nhưng mà ở đây đâu có ai đâu. Nếu như mà người ta muốn cung cấp á, thì người ta cứ bước lại đây trực tiếp đưa cho mình. Tại sao phải ném vô như vậy? Chắc là có lý do gì đó, cho nên họ không muốn ra mặt thôi. Nhưng không sao, chúng ta sẽ lần ra manh mối từ sợi dây cháy này. Còn em á, em sẽ về nhà hỏi ba về tình tiết của vụ cháy. Em nghĩ do vụ cháy năm đó quá lớn khiến cho ba em hoảng sợ, biết đâu đã bỏ sót tình tiết nào đó. Đúng vậy, tôi đã đọc nhiều sách về vụ án, có những tình tiết nhỏ tưởng chừng vô dụng nhưng cũng có thể giúp phá ra những vụ án lớn. Anh kia cho Hà số điện thoại đi. Khi nào mà hỏi ba xong á, thì em sẽ liên lạc với anh. Dạ, Hà ghi nha. Dạ. Nè, đây. Thiệt là chìa khóa vạn năng của anh có thể mở được bất kỳ ổ khóa nào không vậy? Em làm gì mà chiều giờ hỏi anh câu này hoài vậy? Thì em nghe quá à. Khó tin. Anh là phóng viên chứ không phải là ăn trộm đâu. Ê, nói câu này làm tự ái đó nha. Vậy ăn trộm nào mà không biết mở khóa? Mà đâu phải ai biết mở khóa cũng là ăn trộm đâu cô. Giờ sao? Khi nào mà em thấy bóng dáng của Mạnh xuất hiện thì em phải báo hiệu cho anh biết. Ê, vậy em làm tiếng mèo kêu meo meo là anh biết nha. Đứng đây nghe chưa? Biết rồi. Nấp kỹ vô đó. Biết rồi, cẩn thận đó nha. Anh biết rồi, để anh vô cứu con gấu, tội nghiệp nó. Đang trong tình trạng hoảng loạn, ngươi thả nó ra, ngươi không sợ nó tát nát mặt ngươi hả? Ai nói giống là tôi thả ra? Tại tôi thấy nó, tôi tò mò muốn qua coi vậy thôi à. Ta đã biết những gì ngươi làm và nói với làng Trinh. Đừng có chối nữa. Ngươi và nó âm mưu muốn thả con cấu về rừng, có đúng không? Nếu như ông đã biết rồi, tôi cũng không giấu nữa. Tôi không đành lòng nhìn người ta xé thịt con gấu ra thành từng mảnh. Ngươi không đành lòng cũng vậy thôi. Lập tức trở về phòng của ngươi đi. Nhưng mà không có như gì cả. Ngươi về phòng của ngươi đi. Chuyện của ngươi hôm nay ta sẽ không tiết lộ với quân bảo. Nhưng ngươi phải nhớ, không được đi lung tung, không được làm bậy nữa. Nhớ chưa? Tôi biết rồi. Cảm ơn ông. Xin lỗi mày, tao không cứu được mày rồi. Đi đi. Ta cũng như hắn, xin lỗi mày.
xin lỗi á, thì ông cứu nó đi. Ngươi ra đây làm gì? Không phải là ta biểu ngươi canh chừng Hơ Lan, dám cãi lời ta sao? Dì Hơ Lan ngủ rồi, không lẽ con cứ ngồi canh chừng dì Hơ Lan? Con phải đi theo Kỳ Phương đi chơi chứ. Ngươi càng lúc càng biết trả lời. Ngươi có tin là ta treo ngươi lên cây không? Nè, có phải á là ông muốn thả con gấu ra không? Ngươi biết đọc cách suy nghĩ của người ta khi nào vậy? Mà còn biết hết đó. Nè, ông muốn cứu á thì để ma con giúp ông. Ma con sẽ đưa con gấu về rừng. Con gấu này hung hãn lắm, không dễ nghe lời đâu. Nhưng mà ma con á có cách để cho nó nghe lời ma con. Ông mở cửa ra đi, ma con sẽ đưa nó về rừng cho. Ngươi thật làm được chuyện này sao? Mà con còn biết nhiều chuyện hơn ông tưởng đó. Lâu lắm rồi con gái mới có dịp đi dạo với ba ha. Ba nói giống như con là người vô tình không quan tâm gì tới ba vậy. Trước thì có, nhưng từ ngày có anh Kỳ Phương xuất hiện, hình như con gái đã đẩy ba ra rìa rồi. Suốt ngày chỉ đi với anh ta thôi, không đi dạo qua viên thì cũng đi ra ngoài. Ba này cứ ghẹo con hoài. Nhưng mà con hỏi thiệt nha, ba thấy anh Kiều Phương sao ba? Đẹp trai, tính tình điềm đạm, hoạt bát hiền lành. Nói chung là con gái của ba có mắt nhìn đời lắm. Con á đúng là thích anh Kiều Phương lâu rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ con có cơ hội tiếp cận trở thành bạn gái của ảnh. Con nói sao? Không phải là hai đứa học chung với nhau à? Dạ thì học chung với nhau, nhưng mà chung trường chứ không phải chung lớp. À, nếu mà con thích cậu ấy thật thì tranh thủ tiến tới đi. Ba thấy cô Lan Trinh cũng có tình cảm đặc biệt với cậu ấy. Mỗi lúc không có con, hai người đó thân mật với nhau lắm. Ba yên tâm đi, hai người đó chỉ là bạn bè với nhau thôi à. Ủa, con mới có 20 mấy tuổi đầu, ba muốn gả con đi rồi hả? Ba nhớ hôm trước cậu Kỳ Phương có nói ở nhà mình vài ngày. Khi nào cậu ấy mới về Sài Gòn? Bộ ba không thích anh Kỳ Phương hả ba? Không phải là ba không thích, nhưng công việc làm ăn của ba con cũng biết rồi. Ba không muốn cho người ngoài biết. Thôi, tranh thủ kêu cậu ấy về Sài Gòn đi. Ba nhốt con ở trên Sài Gòn 3 năm trời, con mới về có 1 tuần thôi mà ba đã đuổi con đi rồi. Ba không có thương con gái ba chỉ trơn. Nói gì vậy mà nói được, làm như con là con gái của ba chỉ một ngày thôi. Chơi biểu ba suốt ngày cứ đuổi con đi Sài Gòn chi? Bởi vì trong ba đứa, con là đứa mà ba thương nhất. Ông chủ ơi, con xong rồi. Có chuyện gì? Con cố đã bị sóng chuông. Ba nói đúng, Kỳ Phương đang muốn lật lại vụ án cháy nhà năm xưa. Chắc chắn là không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Vụ án cháy nhà? Con nói vụ án cháy nhà nè. Dạ, vụ án cháy nhà kho gỗ của ba làm chết 5 người đó. Kỳ Phương nghi ngờ là có liên quan tới lời nguyền. Đó, ông thấy chưa? Con giỏi không? Em muốn giúp cho Mai Trâm thôi. Chị thương anh đó. Lời nguyện nào đã theo tôi suốt cuộc đời. Đôi tay bay bay mùi máu chẳng thể rửa gội. Ôi dài những ngày nào. Yêu tôi không thể nào. Không ai lại yêu một thằng liệt nhược như tôi cả. Tôi đã muốn nói câu này được 20 mấy năm rồi. Tôi muốn nói cho ông biết, suốt 20 mấy năm nay tôi chưa bao giờ nguôi thương nhớ Sơn Duy, cũng như tôi chưa bao giờ yêu ông một giây một phút cũng không. Nếu có thể tôi muốn xin trở về. Tại sao chứ? Tại sao phải ép tôi làm như vậy? Tại sao hả? Thật tâm sám hối trước những nỗi đau chân gian. 27 năm qua, lúc nào tôi cũng yêu thương chừng hướng bà. Vậy mà nỡ lòng nào, bà thương nhớ một ma.
để con thấy ánh sáng hạnh phúc của mình. 27 năm qua để được tại sao không cùng tôi chung sống trong chồng sang phu quý? Mà rồi lòng con trong tôi còn được tái sinh. Tôi có điểm nào của bác Sơn Duy chứ hả?